Cứ mỗi lần mà chuẩn bị quay video, buổi sáng thì trời rất là đẹp cho nên là mình có kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng để mình quay. Nhưng mà cứ mỗi lần ngồi xuống chuẩn bị quay thì lại trời bắt đầu chuyển tối và thường là sẽ mưa sau đó. Và thực ra thì Dung thích ngồi quay ở trên ngồi có ánh nắng mặt trời ở bên ngoài, ánh nắng tự nhiên vẫn là tốt hơn. Dung không có thích ngồi trước đèn. Cho nên nếu mà cái video hôm nay hơi tối một chút xíu thì mọi người chịu khó xem nhé. Hello, chào tất cả mọi người và chào mừng mọi người quay trở lại kênh YouTube của Dung. Và cái video clip hôm nay, Dung muốn chia sẻ với mọi người cách làm thế nào để Dung khắc phục được cái cơn đói bụng của mình khi mà mình chuyển từ ăn mặn sang ăn chay. Và đặc biệt rằng là những cái bạn mà mới ăn chay mà trước đây bạn chưa bao giờ từng ăn chay kỳ mà chuyển hẳn sang ăn chay trường giống như trường hợp của Dung thì các bạn sẽ rất 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 là dễ đói bụng. Và thường khi đói bụng thì mình hay rất 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 là thèm đồ ăn mặn luôn, vì vì khi mình đói thì mình chỉ nghĩ đến cái món ăn mà mình thích, đó là dĩ nhiên là phải quay trở về với món mặn rồi đúng không? Dung cũng rất là thích, Dung cũng là một người Dung cũng không nghĩ vì sao mà mình có thể chuyển sang ăn chay được, bởi vì Dung không ăn quá nhiều thịt hồi trước đây, nhưng Dung rất là mê ăn thịt gà, mê ăn cá chiên, cá kho, rất là nhiều đồ ăn ở Việt Nam mình. Nói chung là thôi, nói về ẩm thực của Việt Nam mình thì không có cái từ nào để diễn tả rồi đúng không? Đi đâu cũng phải nhớ hết. Nhưng mà bây giờ chuyển ăn sang chay chay trường thì đến hiện tại bây giờ khi Dung đang ngồi nói chuyện với mọi người thì Dung không có còn cái cảm giác rằng là thèm thuồng những cái món đó nữa, và Dung cũng không thấy được rằng là mình có thể ăn được nó như là hồi trước để mình ăn một cách ngon lành như vậy được. Và cái cảm giác này thì chỉ có mọi người thực tập, mọi người ăn chay rồi thì mọi người mới biết thôi. Còn Dũng không giải thích được là vì sao, nhưng mà mỗi lần nghĩ tới những cái món mặn hoặc là chỉ cần nhìn thấy thịt thôi người ta bán ở trong siêu thị là đã mất, cảm thấy là mình mắc ói á, mình ngửi cái mùi của nó là mình đã thấy nhợn rồi. Nhưng trong khi trước đây mình rất là thèm đúng không? Có vẻ mọi người sẽ thấy rất là Dung không biết nữa, nhưng mà hãy trải nghiệm rồi sẽ có được những, để xem mọi người muốn tin về những cái gì, muốn xác minh những cái gì Dung nói là sự thật thì chỉ có trải nghiệm thì mới biết thôi, chứ còn bây giờ Dung cũng không thể giải thích vì sao Dung mà có cảm giác như vậy nữa. Nhưng mà thật sự là không thể nạp được đồ ăn mặn. Và điều đầu tiên để mà khắc phục được cái cơn đói bụng hoặc là làm giảm cái việc đói bụng rất là nhanh khi mà mình ăn chay thì mọi người hãy nhai thật là kỹ, ăn thật là chậm. Và nếu mà ai sống cùng với những người thân trong gia đình thì họ có thể tham gia ăn cùng với mình trong một bàn ăn và ngồi trò chuyện với nhau thì quá là tốt. Còn những bạn nào mà sống một mình nè, hoặc là kể cả ở chỗ làm cũng vậy, mọi người cần phải tập một cái thói quen để cho kể cả những người xung quanh khi mà họ ở bên cạnh mình, đồng nghiệp hoặc là người thân hoặc là ai đó bạn bè, thì vào cái bữa ăn mọi người hãy cho những người xung quanh biết rằng là họ cần phải cho bạn một cái khoảng thời gian nhất định đó để bạn tập trung vào cái việc ăn uống và không bận tâm đến những việc khác. Còn có những cái vấn đề gì cần giải quyết thì hãy đợi sau bữa ăn thì mình có thể làm việc tiếp đó. Thì khi mà người ta hiểu được là rằng là bạn rất là nghiêm túc trong cái việc đó rồi thì mọi người cũng sẽ dần dần họ cũng có một cái thói quen, họ biết được cái thói quen của mình rồi thì họ sẽ tôn trọng mình. Và đặc biệt rằng khi ăn uống thì mọi người đừng có lên laptop để giải quyết công việc hay là cầm điện thoại để xem cái này cái kia, hoặc là vừa ăn cơm mà vừa làm việc này việc kia. Làm sao để mọi người chắc chắn rằng hãy hoàn thành hết những cái công việc đó trước cái bữa ăn, và vào bữa ăn thì mọi người chỉ chuyên tập trung vào cái việc ăn uống của mình và không bận tâm đến những cái việc khác. Và thực ra mà nói thì nó không có mất quá nhiều thời gian đâu mọi người, Dung để trải nghiệm và nó chỉ tầm khoảng 30 phút là cao tay cho mỗi một bữa ăn như vậy. Thì Dung nghĩ rằng là một ngày có 24 giờ thì không có lý do gì mà mình không có dành ra 30 phút. Những người đi làm thì chỉ cần 30 phút mỗi ngày để ăn đúng không? Vì buổi sáng mình đã ăn sáng ở nhà rồi. Thì Dung nghĩ rằng nếu mà mình có một cái kế hoạch rõ ràng thì mình chắc chắn sẽ có cái khoảng thời gian cố định mình dành ra cho cái việc ăn uống mỗi ngày như thế. Thì mỗi một bữa ăn là 30 phút thì 3 buổi ăn thì chỉ có 1 tiếng rưỡi thôi. Thì Dung tin chắc rằng là ai cũng có cái thời gian đó để ăn uống. Ông bà mình hồi xưa có nói rằng là nhai kỹ thì no lâu, và cái câu này là rất rất là đúng với mọi người. Dung cũng là một trường hợp của việc ăn rất là nhanh.
Và Dung không hiểu vì sao, dù kể cả là mình không có bận rộn làm cái gì cả, nhưng mà đến khi mà vào buổi ăn ấy thì Dung chỉ muốn rằng là ăn cho xong rồi đứng dậy, kể cả ăn sau đó rồi mình không có phải làm việc gì, ngồi không cũng được nữa, nhưng mà vào buổi ăn thì phải ăn thật là nhanh. Dù rằng mình rất là thích đồ ăn, mình enjoy nó, nhưng mà mình không có thích ngồi nhai nhai rất là chậm. Dung luôn là người đứng dậy đầu tiên trong mỗi một bữa ăn ở trong gia đình, và nó thành một cái thói quen rất là khó để thay đổi. Và khó nhưng điều đó không có nghĩa rằng là mình không làm được. Và khi Dung thực hành, đặc biệt là từ ngày chuyển sang ăn chay, Dung mới biết, tại vì mình cũng có tìm hiểu, thì mình bắt đầu tập ăn uống chậm lại, nhai chậm lại và dành một cái khoảng thời gian cho mình để ăn trong ngày, trong mỗi một buổi ăn như vậy, thì mình thấy một cái sự thay đổi khá là rõ rệt. Và bây giờ thì nó cũng còn có những lúc mình cũng ăn rất là vội, nhưng mà cái đó nó không có nhiều như hồi trước nữa. Và Dung sẽ cố gắng tập và tập nhiều hơn mỗi ngày, để làm sao mỗi một buổi ăn mình phải dành ra ít nhất là 30 phút để cho mình, cho cái việc ăn uống. Và cách thứ hai để khắc phục được cái cơn đói của Dung đó là Dung sẽ giữ cho mình lúc nào cũng bận rộn. Nghe thì có vẻ vô lý quá đúng không? Tại vì khi mà mình ngồi không như vậy, không có vận động, không có làm gì thì tại sao mà nhanh đói được? Nhưng mà thực sự khi mà mình ngồi không thì cơ thể của mình cũng cần phải đốt một cái lượng calo nhất định để cho mình thở, và mình cần phải sống, và cái bộ máy ở bên trong của cơ thể mình nó vẫn hoạt động bình thường. Nhưng mà đặc biệt lý do mà mình hay đói là vì mình ngồi không, mình rất là buồn miệng và luôn luôn nghĩ đến đồ ăn, muốn làm một cái gì đó, muốn ăn một cái gì đó, rồi hết ăn cái này xong rồi không có gì để làm, lại nghĩ đến cái món ăn khác. Và lúc nào mình cũng cảm thấy là mình thèm ăn và mình đói, mình muốn ăn một cái gì đó. Vậy thì để khắc phục được cái việc này thì mọi người Dung hay kiếm một cái việc gì đó để làm, hoặc là vận động, tập thể dục thể thao, hoặc là bày ra một cái món ăn nào đó mà mình nấu cho cả gia đình ăn, hoặc là thêu thùa, may vá, cắt, thiết kế, hay là làm một cái gì đó, một cái việc gì đó mà mình trước đây chưa từng làm, và giữ cho mình bận rộn. Như vậy thì cái cơn đói nó sẽ qua đi rất là nhanh và mình không còn nghĩ đến nó nữa. Và điều này không có nghĩa rằng là Dung khuyến khích hay là Dung khuyên mọi người rằng là đừng có ăn khi mà mình bị đói bụng, nhưng mà chỉ là một cái cách để mình khắc phục. Kể cả những khi mình ăn đủ dinh dưỡng và mình ăn đủ bữa trong ngày rồi, nhưng mà khi mình ở không, Dung không biết với mọi người thì sao, nhưng mà Dung mà càng rảnh rỗi thì Dung ăn khá là nhiều. Và có một ngày Dung không tưởng tượng được rằng là Dung có thể ăn được bao nhiêu đồ đó, thức ăn, dù là cũng may cho mình rằng là đồ ăn mình chọn hiện tại thì mình ăn rất là khá là khỏe mạnh và ăn sạch uống sạch, chứ không phải rằng là cứ vớ phải bánh mì hay là cái gì đó, ăn ba cái snack ở bên ngoài thì là nó còn kinh khủng và hại cho sức khỏe hơn đó. Cho nên hãy giữ cho mình bận rộn thì cái việc đói bụng mình sẽ quên được cái cơn đói và nó qua đi rất là nhanh. Và cứ đến bữa là mọi người làm xong mọi việc thì cứ đến bữa, một ngày 3 bữa, ai có ăn nhiều bữa thì một ngày 4-5 bữa, thì gồm có 3 bữa chính và 2 bữa phụ đó. Nhưng mà để khắc phục được cái việc đó thì hãy kiếm một cái việc gì đó để làm và giữ cho mình bận rộn thì mình sẽ không có còn cảm thấy đói nữa. Cách thứ ba mà Dung khắc phục cái cơn đói bụng của mình đó là Dung thay thế những cái đồ ăn vặt bằng những cái bữa ăn phụ rất là đầy đủ dưỡng chất, đó là Dung xay sinh tố. Và như mọi người biết rằng là mình ăn chay thì mình thay thế cái đạm động vật bằng những cái loại đạm từ thực vật, ví dụ như là các loại họ đậu, đậu nành, đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ, đậu ngự, vân 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 vân. Hoặc là các cái loại hạt thì có hạt óc chó, hạt điều nè, hạt mắc ca, hạnh nhân, rồi đậu phộng nữa đó, mọi người bỏ chung. Hoặc là những ai mà có ngũ cốc có nghĩa là mình xay từ những cái loại đậu khác nhau, thì mọi người bỏ chung vào với sinh tố, với các cái loại rau củ mọi người xay uống như vậy, thì nó một ly như vậy là mọi người có thể no cho đến 3, 4, thậm chí 5 tiếng đồng hồ sau, và sau đó thì mình sẵn sàng cho cái bữa ăn chính. Và cái việc xay sinh tố thì nó khá là đơn giản, chỉ cần rửa rau củ và mình bỏ hết và mình xay chung với nhau. Hoặc là mọi người có thể chia ra các loại màu khác nhau để làm cho nó đẹp, nó bắt mắt, thì cũng tùy theo cái sở thích của mọi người. Nhưng mà một ly sinh tố như vậy thì nó có đầy đủ năng lượng trong đó luôn và nó no rất là lâu. Và để no lâu hơn thì mọi người đừng có xay quá là lỏng mà hãy xay đặc đặc một chút xíu. Đó, thì đó là theo cái kinh nghiệm của Dung như vậy. Và mình không có cảm thấy đói bụng
Và mọi người khi mình đi làm ấy thì cũng rất là dễ, mọi người chỉ cần xay xong bỏ vào cái ly mình mang theo và mình để ngay trên cái bàn làm việc đó. Khi mà đói thì mọi người chỉ cần cộng thêm một ly nước nữa, lúc đó mọi người chỉ cần làm xong vừa làm vừa uống thì nó cũng không có cái gì gọi là khó khăn và nó sẽ không có làm cho mình cảm thấy bị đói hoặc là bị kiệt sức. Cách thứ tư để khắc phục được cơn đói đó là mọi người hãy cố gắng uống đủ nước. Có những ngày mọi người thấy rằng là mình ăn uống rất là đầy đủ, đủ bữa, đủ dưỡng chất, nhưng mà tại sao mình vẫn cảm thấy đói bụng? Có thể là cái cảm giác đó nó đánh lừa mình thôi, nhưng mà thực ra là trong một ngày có thể mọi người chưa có nạp đủ cái lượng nước cần thiết, cho nên là mọi người cứ nghĩ rằng là mình đói bụng, mình muốn ăn một cái gì đó, nhưng mà thực sự là mình cần phải nạp thêm nước vào. Lượng nước bao nhiêu để đủ cho mỗi một người thì nó còn tùy vào cái thể trạng, cái cơ thể, chiều cao và cân nặng của mỗi người, và tùy vào những cái người mà mình hoạt động nhiều hay là vận động ít hay là vận động viên, và những người bình thường thì cái lượng nước mình cần nạp vào cho mỗi người là khác nhau, thì mọi người có thể tìm hiểu thêm nhé. Và hãy nhớ là luôn luôn uống đủ nước. Cách thứ năm đó là mọi người phải bảo đảm rằng là mỗi một bữa ăn mình phải cung cấp đầy đủ những cái nhóm thực phẩm cần thiết cho cơ thể, ví dụ như là tinh bột này, chất xơ này, đạm này, lượng chất béo cần thiết và các loại vi khoáng chất khác. Dung không phải là một người làm về dinh dưỡng hay là một người chuyên viên tư vấn về dinh dưỡng, nên là Dung sẽ không nói sâu về vấn đề này. Mọi người có thể tìm hiểu thêm ở trên mạng nhé. Nhưng mà nếu mà mọi người có một cái kế hoạch rõ ràng cho cái việc ăn uống và có một cái kiến thức nhất định, thì chắc chắn rằng cái tình trạng đói bụng nó sẽ qua sớm thôi. Bởi vì khi mà cơ thể mình nó đã thích nghi với cái việc nạp đồ ăn chay rồi, thì mình một ngày nào đó khi mọi người nhìn lại giống như Dung hiện tại bây giờ, mọi người cũng không tin được rằng là mình có thể ăn chay được đường dài như vậy, và thậm chí là mọi thứ nó sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Vậy thì tất cả mình cần đó là cần cho cơ thể mình có một cái thời gian để thích nghi, và cần mình cũng chính mình cũng cần một cái thời gian để mình có đủ cái kiến thức và đủ cái sự trải nghiệm và cái kinh nghiệm, cũng giống như rút ra những cái bài học mà khi mình bắt đầu thử nghiệm trên cơ thể của mình, thì chắc chắn rằng là mọi người sẽ làm được, và việc ăn chay nó cũng sẽ không có trở nên khó khăn như mà mọi người từng nghĩ hoặc là từng nghe người ta nói. Chỉ là mình không có cố gắng, hoặc là mình không có đủ kiên nhẫn, hoặc là mình cứ nghĩ rằng đó là một cái lý do, hoặc là mình viện lý do này lý do kia để mà mình làm cho mình tin rằng là việc ăn chay rất là khó hoặc là mình không thể làm được. Nhưng mà Dung tin một điều rằng là nếu Dung làm được thì chắc chắn mọi người cũng sẽ làm được thôi. Dung không có khuyến khích mọi người là phải đừng có ăn mặn, mà chỉ có ăn chay thôi hay là gì cả. Nhưng mà nếu như có thể ăn chay được thì mọi người hãy cố gắng giữ cái việc này, và hãy cố gắng duy trì và kiên nhẫn chờ đợi cho cơ thể của mình, và chờ đợi một thời gian sắp tới. Thì khi mọi người có một cái kế hoạch rõ ràng thì cái việc ăn chay nó sẽ không trở nên kinh khủng hoặc là quá khó khăn như mà mình từng nghĩ. Vậy nhé, và bây giờ thì video đến đây đã hết. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để xem clip của Dung, và chúc cho mọi người một ngày thật vui. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những cái clip tiếp theo. Bye!